Chào các bạn nhá. Video này mình sẽ quay quá trình mình sửa cái loa trầm rất là to này. Có chữ DK ngược nha, màu vàng rất là đẹp. Nó to quá nên mình phải cầm cái máy quay trên tay cho mọi người chiêm ngưỡng nó to như nào các bạn ạ. Dã man luôn ấy. Thì thấy cái tem còn nguyên chưa tháo, nhưng cái tem này mới mất. Đó, thì mình mới bật thử này. Thì nó có đèn thôi, chứ không có dơ le không đóng nha, kiểu gì nó phải có dơ le nó bảo vệ loa, nhưng mình không thấy dơ le đóng, cứ để một tí xem nào. Thì đây là cái loa trầm của một cái bạn ở quê mình thôi. Là hôm vừa rồi các bạn mà xem theo dõi kênh của mình, hôm vừa rồi mình cứ sửa thay led hai cái tivi, vừa sửa vừa tiếp một cái bác khách ở dưới nội thành Hà Nội ấy. Thì cái bạn này chính là cái bạn mà mình sửa cho cái tivi Samsung 46 inch thay cho dàn led đấy. Thế là về TV ok, kết nối với đầu Android TV Book vào mạng, hát karaoke ok. Nhưng mà khi đó thì dùng cái loa trầm này không có tiếng. Thế là này, đem ra hôm sau đem ra cho mình để sửa cái này mấy hôm rồi, hôm nay mình có thời gian mình làm. Thì bảo là loa trầm nó không có, thế là khi hát nó không hay, rồi là phải tăng tiếng bass ở hai loa con kia lên. Thì dẫn tới nghe nó không thế này thế kia. Tóm lại là phải có loa trầm thì thêm vào thì là hát nó mới hay các bạn nhé. Nên là bảo là loa chả có tiếng có tiếng gì cả. Thì đúng thực sự là mình thử thì không loa dơ le không đóng thì làm sao có tiếng. Nên mình cũng chưa rõ là nó hỏng cái gì. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cố định máy quay. Và mình sẽ tháo bo ra để chúng ta sẽ tham khảo xem nó hỏng hóc như nào nhá. Các bạn chờ mình một chút nhá, nó to lắm mọi người ạ. Nó to như cái bàn của mình luôn này. Nhấc nó nặng vãi cả ra luôn ấy. Made in England, English. Yeah, là sản xuất tại Anh. Vãi chưa các bạn ạ? Thì tại sao mà nó không ghi made in Campuchia hay nào, người ta made in những cái nước to to tướng này các bạn ạ, không bóc được các bạn nhé. Tóm lại là xuất xứ đâu kệ, nhưng chúng ta sẽ ngầm hiểu được là nó sản xuất ở đâu nhá. Còn đâu về Việt Nam thì đa số ấy sẽ sản xuất tại những cái nước mà nổi tiếng to tướng to thì bắt đầu mới bán hàng mới dễ mà. Thì đây là cái lõi bên trong của nó này. Chúng ta thấy là nó có một cái biến áp sắt từ hình xuyến tạo ra mỗi một hai mức nguồn tạo ra một mức nguồn hai mức nguồn đối xứng nhau lọc trên con tụ này này, có giá trị là 63V 6800mi nhá. Thì cái nguồn này kiểu gì nó sẽ hạ ra nguồn cho phần điều khiển nữa. Mình thấy ở đây là hai con kích à, thế đâu là cái bọn hạ ra nguồn cộng trừ 15V. Ồ, nó bé tẹo này đây à. Đây này các bạn này, nó phải cái tạo ra nguồn cộng trừ 15V nuôi cho 4558 này hoặc là TL084 này này nhá mọi người nhá. Thế nhá là 4551 này, bé thế này thôi á, phải là C2383 này chứ nhỉ các bạn nhỉ. Còn hai con này là hai con thúc rồi nhá. Hai con xúc là cặp là A1837 C4793, cái cặp thúc này thì thông dụng trong những cái phần khuếch đại âm thanh rồi. Còn đây là hai con 6 công suất này. Đây là con có mi nhà A chắc là A1943, còn đây là con C chắc là C5200 nhá. Như vậy nó chỉ một thực là súp nó chỉ một cặp. Một cặp một đôi ấy thôi. Một đôi sò đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ thì đo đạc qua. Nhưng mà nó đứt rơi mất các bạn ạ. Đấy, để như này được đi. Nó trôi xuống đấy. Đây cái này chắn rồi nè. Mình đo đạc qua nhá, máy đang để chế độ tự động, mình thấy ảnh nó đẹp hơn. Nó không bị lóa sáng, nhưng mà cứ thỉnh thoảng nó mất nét các bạn ạ. C thì nhìn đây là B, C, E thì đo từ C sang E thế nào. Như thế là không chập đâu. Các bạn nhá, chập nó về không cơ. Các bạn ạ. Con này thì B, C, E thì đo từ E sang C thế nào. Nó cũng không chập đâu. Và như con này nó lại cao hơn này, hay là con này chết theo kiểu giói này các bạn, không biết có đúng không. Để cho nó chắc ăn thì tháo kiểu này ra này, đo thử cho nó chắc các bạn nhé. Tháo thử một chân ra. Đây nó có cái
dây di nó bám vào đây để hàn cũng khá là hay. Nha, đo từ C sang E nhá. Đấy, nó không chết rồi các bạn nhá. Đo từ E sang C thì nó có sao lại có lỗi trở này nhà mình à. Nó sẽ đi từ đây này, sau đó đi sang cực B này, không nó lại đi sang của nó này, nên đo nó có lỗi trở dò thế thôi. Để nó thôi, nhưng mà nó không chết sò đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn này. Nó có cái điện trở hạn này. Kiểu gì cũng hãy áp ra cho phần điều khiển loa nhá. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh vào cái phần điều khiển loa, điều khiển dơ le cho loa, tạo độ trễ mình này. Mình nghĩ là những cái mạch thiết kế đơn giản này thôi thì là cái phần loa này nó chỉ tạo độ trễ thôi. Tức là khi bật vài giây bắt đầu nó mới đóng dơ le. Còn đâu bị dò DC có khi nhiều mạch nó thiết kế đều nó chả ngắt đâu các bạn ạ. Nó không dò DC dò bảo vệ loa theo kiểu là bị trầm công suất các bạn nhé. Tạo độ trễ thôi. Nên các bạn chờ mình tháo hẳn nó ra nhé. Để xem nó như nào. Chưa tháo vội, đo cho chúng ta tham khảo cái nguồn của nó một chút nhá. Thì mát thì mình đang đoán là nó sẽ là toàn cái vỏ này rồi các bạn ạ. Nó có cái tiếp địa ở đây này, mình ghi điện nhá, ghi qua bóng 200W hoàn toàn, nữa chập cháy gì đó dẫn tới là đôi khi nó sẽ sụt áp, nguồn nó không đủ đâu. Ví dụ như chỉ nêu ra là 40V thì bây giờ nó chỉ nêu ra là còn có 36 và 7V chẳng hạn nhá. Đã ghi điện thì mát mình lấy ở vỏ này hoặc là lấy ở chính giữa cái dây giữa này được này nhá. Thì nó sẽ tạo ra nguồn đối xứng đấy. Nguồn đối xứng thì để xem nào. Chả biết đo kiểu gì được, bây giờ nó chẳng có ghi như này. Thôi đo tại chân C đi. Chân C nhá, là nguồn cộng nhá. Đó, 50V kìa các bạn kìa. Nhá, tại chân E. Cũng tại chân C con này. Là nguồn trừ nhá. Đấy, như vậy là nguồn cộng trừ ok nhá. Còn nguồn tạo ra cho phần điều khiển này. Thì nó sẽ... nó ghi đây rồi, dương âm G là đây ở giữa và đây là dây tín hiệu, nó có 4 cái dây lên này, thì có G đây ở giữa, nguồn đây là nguồn cộng này, đấy, đây là nguồn trừ này, còn đây là nguồn có tín hiệu nhá, đây là đường tín hiệu tới nhá, còn cái đường này thì mình đoán là nó liên quan đến đóng dơ le nên đang lỗi rồi, các bạn ạ. Phải đo được trước dơ le cơ. Đo được trước dơ le thì đo chính là ở tại chân E của hai con đấy. Tại chân E của hai con này này. Nó không có dò DC ra loa đâu nhá. Nếu mà đo dò DC thì đôi khi là nếu mà thiết kế bảo vệ loa nó ngắt được đấy. Như vậy là con này sau một hồi mình kiểm tra như này thì mình đoán ấy là phần đóng dơ le đang lỗi nhá. Bắt đầu tháo nó ra thôi. Thiết của nó họ dùng cứng lắm. Mình bật cái màn quýt lên này. Thiếc thiếc là nó nhiều chì quá nên nó cứng các bạn ạ. Và độc. Nên sửa chữa điện tử và ngửi cái mùi thiếc này nhiều à. Liên quan đến đường hô hấp, phổi, thiếc các bạn ạ. Tất cả và đều có sự trả giá hết. Nghề độc hại đấy. TT5200 TTA. Cái này đi luôn. Lặng kinh, Việt Nam nó to. Thôi cứ để như này nhá các bạn nhá. Dò được, nữa phải tháo dây ra. Đây các bạn chờ một chút, mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo nhá. Cứ để cái này như này đi. Xem đường nguồn cấp đóng cho dơ le nó như thế nào. Và nó đang đứt đoạn ở đâu. Con này có dò DC ra loa cũng ngắt được nhá các bạn nhá, thiết kế ok chứ không phải tạo độ trễ không. Thì nó là chính là cái cụm này này, mình vạch cho mọi người nhá, cái cụm đó nhá. Đây là hai con chan và hai con tụ của cái phần dò DC ra loa, là nó cũng tác động là ngắt dơ le.
Dò DC là như nào? Là dò nguồn cộng hay nguồn trừ được lọc lối tiếp trên hai con tụ này mà cực âm được nó nối dính nhau ấy, hai cái âm dính nhau ấy, thì là nó cũng sẽ tác động nhá. Cái phần này thì mình đang nghi ngờ không lỗi nên mình không vẽ. Nếu mà nó lỗi thì mình sẽ vẽ tiếp cho mọi người. Các bạn nhá, mình đang vẽ cho mọi người tham khảo này, cái mạch đóng dơ le thôi. Các bạn nhá, đóng dơ le dùng hai con này nhá. Đấy hai con tràn này. Đây bây giờ chúng ta tóm lại là cái khối đóng dơ le này nó nằm trong cái cụm này nhá. Đó, nhưng cái cụm này thì mình chưa vẽ bởi vì mình đang nghi ngờ nó không lỗi, cái cụm dò DC bởi vì vừa nãy đo là không có dò DC nhá. Thì đây, mình sẽ lấy led cố định cho mọi người tham khảo cái mạch mình vừa vẽ ra nhá. Đây là mình vẽ giả lập cái biến áp sình xuyến nhá, đầu vào quận sơ cấp là 220. Biến thứ cấp nó sẽ ra thành 3 dây này, 1 dây, 2 dây, 3 dây, thì cái dây giữa đó chính là không vôn GND toàn mạch nhá. Còn dây xung dương bên này cũng được. Thì nó có 4 con diode này, 1 2 3 4 là chỉnh niêu ra nguồn cộng trừ 50V cho phần công suất ấy. Thì thôi nói luôn cho mọi người xem cái phần tạo ra cộng trừ 50V như nào nhá. Dây AC vào đây là dây L chẳng hạn nhá. Mới mà trên một dây L mà nó là ở trên nó là dương so với âm ấy, thì dòng chảy như này thì sẽ quận này sẽ sinh ra với chiều dương ở đây và âm ở đây nhá. Đồng thời cái quận ở dưới cũng tạo ra dương ở đây và âm ở đây nhá. Thì nó sẽ như này. Xung dương này chỉnh đi qua nhốt này lạp trên con tụ này để tạo ra nguồn cộng 50V mình vừa đo ấy. Về mát này, về mát này, về vì nó như vậy là đã cái điện áp sinh ra trên quận này đã cung cấp năng lượng cho nguồn cộng là 50V. Tiếp theo, xung dương đây là mát lạp trên con tụ này. Đó, sẽ đi qua con diode này để đi về âm của nó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái quận này đã cung cấp năng lượng cho là nguồn trừ, tạo ra trừ 50V. Trừ 50V chúng ta sẽ hiểu là đây là dương, còn đây là âm của nó nha, nó không vô được điểm giữa mà. Thì tiếp theo mạch điện lật lại cực tính, thì trên là âm, nửa dung trên âm, dưới là dương ấy. Thì tất cả cái mọi cái này cũng lật lại cực tính các bạn ạ. Lật lại cực tính thì cái dưới, cái trên đang là trên, nó đang là dương thì bây giờ thành âm, thì đây là dương, thì dương đây này nhá. Nó này ở đây, nó lại lạp tiếp tục qua con tụ này. Đấy, nó đi qua diode này để đi về âm của nó. Như vậy là quận trên bây giờ đóng vai trò là tạo ra nguồn trừ. Thì tương đương với quận dưới sẽ tạo ra nguồn cộng. Thì nó là cái tính thì dưới là dương, trên là âm này, thì nguồn dương này lại chỉnh đi qua diode này, lạp trên con tụ này về mát này, về mát này. Ok nhá, cái này thì mục điện tử căn bản các thứ mình đã nói cho mọi người nguồn tạo nguồn cộng trừ nó như nào rồi. Nó sẽ có là cộng trừ 50V như mình đo đấy. Tất nhiên là đang đo đang cắm 210. Ví dụ cắm 230 thì nó lên đến cộng trừ 55V chẳng hạn. Một tụ lọc của nó đang là chịu là 63V mà. Tụ này này. Đó, cái nguồn này sẽ cấp cho phần công suất nhá. Còn bây giờ cái nguồn này là cấp cho phần điều khiển đóng dơ le thì nó sẽ như này. Nó hơi rích rích rắc một chút nhưng mà cái này cho bạn nào muốn hiểu thì hiểu nhá. Mình chưa biết con nào chết đâu. Mình muốn cho mọi người hiểu mạch đã. Hiểu mạch thì chúng ta mới đánh nó mới nhanh, mới thắng nó mới nhanh được nhá. Và đôi khi làm nó bị rối não. Hiểu về mạch của nó mà. Cái này xanh xanh hơi khó nhìn. Thì cái mạch này chúng ta sẽ thấy hai con diode bé này này, xung dương ở đây thì cục chỉnh niêu lạp trên con tụ này về mát về đây. Thì đồng thời cái lúc cái quận này mà dương ở trên ấy, thì không tác dụng gì, nhưng lại lại cực tính ấy, thì lại cái quận ở dưới sẽ được. Tóm lại là chỉ cần hai con với dòng phần đóng dơ le nó nhỏ mà, nên nó chỉ cần thế thôi, chỉ cần hai con thôi nhá, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn dương ở đây. Mình đang đoán nó cũng sẽ là tầm khoảng dương 50V đấy các bạn ạ. Lọc trên con tụ nó giá trị là 10 microfarad, điện áp chịu đựng tận 100V, chính là con tụ này nha. Đấy. Thì tại đây là ta sẽ thu được cái nguồn, chúng ta cứ hiểu là 50V nhá. 50V dòng rất nhỏ. 50V này nó đi qua con 51 ohm này. Đó, tới đây. Rồi tiếp tục nó tới đây rồi nó để mình tạo nguồn dòng chính của nó đã nhá. Nó sẽ tràn qua con DZ này, con DZ là 10V. Con DZ này là mình phải tháo cái con dơ le này ra mình mới đọc được chữ ZD 10V, chính là con này này. Tràn qua nó tới đầu con hút nhá. Sang đầu con hút này và tới chân C con 5551, con tràn ngược, đây chính là con 5551 này nhá. Chờ đây thôi chứ con này chưa có lệnh đóng đâu. Lệnh mở về mát đâu nhá. Tiếp tục nó có con 4148 thì nó lại mắc nó sẽ dập những cái xung ngược ấy. Thì dòng chảy từ trên xuống dưới khi mà dơ le ngừng ấy, thì là quần này sinh ra áp với dương kia này, nó lại phóng như này, nó lại đi theo chiều này về của nó chơi đúng, mình vẽ đúng mạch nhá. Đáng nhá, con diode này nó nằm ở đây cơ,
nhà sản xuất họ làm thiết kế như thế mình cứ kệ thôi nha mọi người nhá. Nó không có cái vạch này đâu, mình vừa mới đánh cái vạch thì có vạch ở đấy. Mình vẽ tôn trọng với anh thiết kế, anh ấy vẽ như nào mình cũng vẽ y như thế luôn rồi các bạn nhá. Cũng chả sao cả, bỏ nó đi thì nó vẫn chạy mà. Thì để mà mở được nó nhá. Để được nó mở nó thì mình sẽ nói như này này. Là khi chúng ta cấp điện ấy thì bắt đầu là ở đây có 50V nhá. Có 50V, cứ giả sử có 50V thôi. Điện áp sẽ 50V đây sẽ tràn được qua, bởi vì nó có 10V rồi nó sẽ tràn qua, nó chờ đây được rồi. Nhưng mà con này phải được kích nguồn dương đây thì nó mới mở. Thì trong cái quá trình tầm khoảng vài giây, nó phụ thuộc vào cái con điện trở này 320K này và con tụ này, con tụ này này. Đó. Thì là chúng ta tăng cái lội trở con điện trở lên thành 470K chẳng hạn, hoặc tăng cái dung lượng này lên là 100mi chẳng hạn, thì thời gian lâu nó trễ lâu hơn nhá. Đó là con này và con này là quyết định là cái thời gian trễ bật lên cái là 3 giây hay 5 giây hay là 10 giây hay 30 giây đóng nhá các bạn nhá, đóng rồi này. Thì đó là khi cấp điện đến đây là 50V này, đi qua bên này vẫn là 50V, chưa sụt áp đâu. Nó chưa sụt áp đâu nhá, bởi vì là ở đây nó vẫn cao mà. Thì cái điện áp nó sẽ mồi qua như này. Đó, lạp trên con tụ này bắt đầu tích điện. Đầu tiên nó đang là 0V thì bây giờ đang tích là 1 2 à làm 0.1, 0.2, 0.3, nó tích đến đủ lớn tạo được dòng IB con này nha. Tích đủ lớn tạo dòng IB được thì nó sẽ có một cái dòng từ là trên cao này đi hạn con 1K này chảy như này, có con 220K nhá, à có 250K, à 150K chứ, nâu xanh dương con này này nha. ZD6V2 này, 6V2 nhá. Nó sẽ tràn như mở từ trên xuống dưới và được tràn con DZ này kích vào cực B con này để tạo dòng IB nha. Thì tóm lại là con này và con này sẽ độ tạo độ trễ để tạo một cái dòng mồi IB như thế thì con này sẽ mở. Mở thì cuộn hút sẽ được cấp điện, giờ này đóng sẽ cấp ra cho loa đấy. Cấp một dây khuếch đại tại hai chân C con này này. Đây nha, xem có đúng là hai chân C không nhá. C này và C này, nó sẽ đi qua một cái hai con điện trở đấy, đi qua hai con điện trở này nhá, hai trở nó gộp ở đây này, đó đến đầu của dơ le này, đầu dơ le được cấp điện ở đây, cái nó sẽ đóng từ điểm này sang điểm này thì nó ra cái cọc này này, ra cọc này nó chính là ra cái dây đỏ, ok luôn, đúng luôn nhá, chính là tiếp điểm này này. Cố gắng cho mọi người nhìn được một chút, dù nó màu xanh xanh khó nhìn. Đó thì nó sẽ có vài con điện trở phân áp về mát này rồi vân vân, nhưng mà vấn đề là khi chúng ta tắt nhá. Chúng ta không nên tăng dung lượng tụ này lên. Không nên tăng dung lượng này lên bởi vì cái cách nó cần con tụ 10 mi đây là vậy, bởi vì khi chúng ta tắt cái là cái năng lượng mất nguồn đây, cái là con tụ này không tích điện, chứ nắp lên tận 10 1000 mi cái thứ thì nó tắt thời gian nhả dơ le rất là lâu. Nó đang yêu cầu ấy là tắt nguồn phát, mất nguồn phát là dơ le phải nhả ngay, bởi vì cái tụ này không tích được điện nhiều mà mọi người nhé. Thì là khi chúng ta tắt thì là phần điện ở đây coi như nó mất nhá các bạn nhá. Thì con tụ này nó sẽ xả kiểu gì, chứ nếu mà tắt đi rồi con tụ này vẫn đang tích chờ ở đây thì có điện cái nào để mở luôn à, nên nó phải có dòng xả này. Khi mất điện nhá thì ở đây sẽ là mất điện này. Thì dương tụ này này nó sẽ xả như này thì sẽ không xả được, bởi vì nó tràn đấy, nó cần phải xả về không mà. Do đó nó sẽ xả ngược lên tải, nên con diode này nó có cái diode 4148 nữa này, kẹp gần con 330K nhá. Nó xả như này và nó ăn theo tải trên đường này để nó về âm. Đến về âm tụ của nó, tóm lại chúng ta sẽ hiểu rằng con tụ này nó xả nó phải đi từ bản cực dương của nó để về bản cực âm của nó, gọi là trung hòa điện đi nhá. Thì nó chính là con diode này để xả nhanh. Để chúng ta tắt cái mà chúng ta bật ngay thì nó vẫn có cái khoảng thời gian trễ là 3 đến 5 giây, chứ đang chạy tắt cái bật luôn ấy thì lại chả có độ trễ gì cả nhá. Nên có con diode 4148 là như vậy các bạn ạ. Nó còn vài những con linh kiện phân áp các thứ này nữa, thì do thiết kế tính tăng tính ổn định của mạch, do anh thiết kế thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy có con 10K này này. Con 10K này sẽ đi đến hai con dò sai nguồn DC nhá, một con dò sai nguồn cộng và có con dò sai nguồn trừ ấy. Thì giả sử nguồn bị dò DC ra loa ấy, thì dẫn tới là hai con trang đấy sẽ dập cái này về mát ở vị trí này về mát, thì cái nguồn dương đây này
đang được lại ấy qua đi thực sự này với mạng, dẫn tới con này nó khóa lại. Bởi vì làm gì còn đi vòng dòng IB nữa, thì con này nó khóa lại thì con này chả có điện áp tại tại cực B của nó, thì nó cũng không có dòng IB thì nó cũng khóa lại. Nó khóa lại thì dơ le phải nhả ra. Thì giả sử như đây là từ công suất đến nha, mình gọi đây là từ công suất nhá, tới nhá, đang có nguồn cộng hoặc nguồn trừ, nhưng đây là ra loa này, nên nó nhả ra thì nó đây là đang có nguồn dương rồi, nguồn hoặc nguồn trừ rồi, thì nó không đóng sang loa nữa thì loa bảo vệ được loa nhá. Chứ nếu mà nó lại không bị dò thế mà cây này vẫn cứ đóng thì loa cứ ù và còn để lâu là cháy loa các bạn nhá, hoặc dò lớn ấy. Đấy, thiết kế nó bảo vệ như thế đấy mọi người nhá. Còn cái gì để nói cho mọi người về cái mạch này nữa rồi, chả còn cái gì nữa cả các bạn nhá, nó thiết kế như thế thôi. Còn bây giờ mình đang muốn là cho mọi người trải nghiệm là mình đo đạc xem nguồn nó như nào. Các bạn chờ một chút nhé, lắp cái kia vào đo đạc để xem con nào chết nhá. Đó, để như thế để đo đạc cho chúng ta hiểu một chút nhá, cả sơ đồ cả mạch điện mình vừa ghi điện rồi, mình đang kẹp mát tại vị trí này rồi. Bây giờ đo thử xem kẹp mát được chưa nào. Đó, 49 là 50V đấy nhá. Nguồn trừ ở đây à, đây là nguồn trừ này, à đây là nguồn cộng, đây là nguồn trừ nhá. Đó thì nó được chỉnh lưu qua con diode này nhá, thì tại vị trí đây này trên con tụ ấy đấy, ta sẽ thu được cũng là 49V như mình phân tích nhá, nó không khác đâu, bởi vì theo tất cả mọi thứ là theo chuẩn lý thuyết hết, chúng ta không hiểu được thôi, nhưng cái vấn đề này mình hiểu. AC chả biết là bao nhiêu, nó sẽ giống như đây, nhưng mà thì sau đó nó đi qua dương le xương đóng rồi nhá, nó đi qua con 50 51 ohm đi sang bên này nhá. Tí nữa mình sẽ nói cho mọi người con tụ này, nhớ mình quên mình chưa nói này. Đấy, tác dụng con tụ này hay phết đấy. Đi nhà này bắt được bệnh rồi, chết 51 ohm các bạn ạ. Bắt được bệnh rồi. Đấy, đo đạc cái này thì biết được đấy, bên này có 49 ohm này, bên này có 49 V này. Bên này thì chả có tí nào này. Nhá, nó chả có này này, các bạn thấy không? Nó đứt con đấy rồi. Thôi đo phát bắt được nó luôn rồi nhá. Đấy, sửa chữa đấy các bạn ạ. Trong quá trình nó chạy thì con điện trở này sẽ sinh nhiệt, bởi vì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, là ở đây là 49V, nó sẽ đi qua nó để nó hạ dù là có 10A, tóm lại con hút là 12V nhá. Thì với con DZ này ghim cho nó 10V nữa thì thành 22V, như vậy là từ 50V mà hạ về 22V ấy, thì con điện trở này sẽ rơi áp thì nó rất là cao và nó sẽ nóng và nó có thể nó sẽ chết các bạn nhé. Ở đây mình đang muốn nói cho mọi người con tụ 50V 10mA như thế này này, con tụ phía dưới này này là con tụ mồi ban đầu để đóng ok luôn nhá. Chúng ta sẽ hiểu như này này, là khi mới cấp điện ấy mà ở đây chưa đủ để nó mở ấy các bạn ạ, thì con tụ này chưa hề lạp gì đâu, bởi vì cái phần này chưa được lối mát, nó chưa hề lạp gì mọi người nhá. Thì khi mà con này mở phát ấy thì chúng ta sẽ hiểu rằng dòng chảy qua con này nó bị hạn rất là nhiều, bởi vì lỗi trở nó là mô đô mà, nên do đó mà khi con này mở phát ấy là có một dòng tức thời nhá là lạp trên con tụ này về mát. Thì chúng ta sẽ hiểu hôm nay là từ điểm này đến điểm này, trong cái lúc cái thời gian con tụ này nó lạp này, nó không khác gì cái lỗi trở từ điểm này đến điểm này nó là không vôn à, không ôm. Các bạn hiểu ý không, tức là nó lạp rất là nhanh. Thì dẫn tới là trong cái tức thời đấy là lực từ dòng cấp cho này rất là lớn. Thì nó tất nhiên nếu mà lớn quá thì nó sẽ cháy cái này. Nên trong tức thời là nó lạp ấy, thì là nó không hạn. Đủ là kích đóng luôn. Đấy, đóng luôn cái thì sau đó là nó lạp no rồi thì coi như nó tách ra khỏi mạch. Coi những cái đấy nó lại vô cực, độ lội trở nó rất là cao, bởi vì nó đã lạp no rồi nó chả lạp được nữa mà. Mọi người nhá. Do đó mà nó có tác dụng thế, hoặc là nó cũng duy trì được cái, tóm lại là hơi giải thích khó, nó tăng được cái sự nhạy đóng dơ le ban đầu, chúng ta cứ hiểu nôm na thế, và duy trì đóng hợp lý, nó ổn định hơn nhá mọi người nhá. Thiết kế là như vậy. Còn bây giờ thì biết nó chết rồi thì kiếm con to to hơn thay cho nó bền cho người ta nhá, con này bé quá. 51 ohm này các bạn có thể thay chỉ số ngang ngang như thế. À không phải 51 ohm đâu, 560 ohm. Thế là như màu lâu các bạn ạ. Thảo nào thấy chính kiểu nó còn sinh nhiệt nhiều nữa, bởi vì nó hạ 51 ohm mình thấy nhỏ quá các bạn ạ. 510 ohm.
xanh lá cây nâu và à xanh lá cây đen và lâu nhá, là 50 nhân 10 là 510. Đấy thì như vậy là con này rất là cao và bình thường, nhưng mà khác mình thấy là toàn 220 mà. Mọi người ạ. Nên nó lớn quá chắc là chết đứt rồi. Đây xem có đúng không. Đó không có điện áp như thế thì chắc là nó đứt mà. Đấy mọi người thấy không, mình sửa một cái thiết bị mà mình quay cho mọi người hiểu mạch là nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Còn đâu sửa a à, tháo ra không đóng dương le à, thay con này là được. Nhưng giả sử các bạn gặp là con điếu hút là chết đứt thì sao nhá, cái mạch này lật cấu lên để nó đóng được. Các bạn ạ, con điện trở này nó đứt thì sao, thì nó vẫn cứ không đóng dương le, hoặc con dương le này đứt con hút thì sao các bạn ạ, nó có không đóng, con này chết lão hóa mối nối xe dẫn tới là không còn dòng chảy thì sao các bạn. Nên do đó mà hỏng hóc nó là khác nhau. Cái video này mình bao quát cho mọi người về cái thiết kế trên cái loa trầm này nhá. Và chúng ta đôi khi có những cái loa trầm nó sẽ thiết kế cũng lan lá như này thì chúng ta sẽ biết chúng ta làm nhá. Tìm được một cái bo TV CRT có con 470 ohm, rồi có cả con 560 ohm. Đó, nên mình sẽ thay con 560 ohm to như này đi. 510 bây giờ mình thay bằng 560, cao hơn một chút chả vấn đề gì đâu các bạn nhé. Dưa le 12V thì xuống 10V nó vẫn đóng được mà, nhưng con này hơi to, lắp nó vào được không ấy các bạn, chờ mình để mình tìm cách mình lắp nó vào nhá, hay là lắp phía dưới hơi to xác nên để ngang lên xiên lên như này các bạn nhé. Vấn đề là đo xem nó có con này không nhá. Ghim điện này, đấy tạch rồi, mình đang chờ nghe tiếng nó đóng các bạn ạ. Thì đo lại nhá, thì vừa nãy bên này là không có điện này, bây giờ nó tụt xuống còn 20V nhá mọi người nhá. Như vậy là con này mất 10V kia rồi, thì trên cái cuộn hút này nó sẽ được cấp ở đâu 12V đẹp này các bạn, 12,2, như vậy là đẹp quá các bạn nhá. Nhá, 12V đang đóng như thế đấy. Vậy con này là con dây áp trên con này là 10V à. 7V thôi chứ là 10V, nó chắc là lão hóa rồi. Cái con DZ là 10V này, nó dây áp trên nó chỉ có hơn 7V thôi chứ không phải là 10V nữa. Thôi cứ kệ thôi. Nhá. Như vậy là đẹp quá các bạn ạ. Rút ra này. Bây giờ đo thử cho chúng ta là nó đo kiểu gì được ấy. Đây đây, chờ mình chút. Mình sẽ đo tại đầu chỗ này này nhá. Là khi mà dơ le chưa đóng ấy thì ở đây điện áp rất là cao đấy. Và khi dơ le đóng thì bắt đầu nó mới tụt nhá. Chúng ta sẽ nhìn này. Đấy, 44 vô luôn đấy, đóng phát nó mới tụt nhá mọi người nhá. Tụt nhá, bên này vẫn là 50V cho mình xem này. 40V. Ô như vậy là khi có tải nó sụt xuống như thế à? Các bạn 40V này. Thế bọn này thì vẫn là bao nhiêu V? 49 vẫn thế mà. Như vậy là nó tụt sụt xuống này. Chắc là do tụ dung lượng nó nhỏ nên nó do đó mà nó sụt thấp nhá các bạn nhá. Thôi kệ nó thôi, do thiết kế kệ nó. Ok rồi, thôi lắp lại. Là nghẹn quá nhưng mà muốn mọi người hiểu biết mạch một chút mà. Lắp lại để test thử xem nó đập như thế nào nhá. Bật on này, có cái đèn báo đây nhá. Đấy, có tiếng hơi ù rồi. Bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào này. Dùng cái loa đài, cái đài chuyên thử này của mình thôi. Ban này là ban dễ kiếm tiền các bạn ạ. Hỏng nhẹ, hỏng công suất thì vẫn sửa ok mà các bạn. Đấy. Ui rồi, rung khắp nhà mình luôn. Các bạn nhìn gió nó thổi ra này. Ui. Ghê gớm.
Các bạn không nghe được tiếng đâu, cái máy quay của mình Kalon M10 nó chỉ lấy lời của âm thanh tiếng tiếng tần số của con người nói thôi, nên cái tiếng trống nó sẽ không nghe được, nhưng các bạn sẽ thấy gió nó thút ra hút vào nó ghê gớm như nào nhé mọi người nhé. Như vậy là mình đã xử lý ok. Và video này chúng ta tham khảo thêm cái mạch đóng dơ le nó thế nào nhé. Và trong quá trình mình đang sửa đấy, có cái bác ấy đem cái sạc xe điện đến sửa và không vào điện, thấy đứt nối thì lối lại đây chắc lối dây đồng ở đây hay sao ấy, thế là nó lại lỗ đứt cả đây nữa này. Mình đang đoán hỏng công suất, mình có giá họ 100k chiều mai lấy. Sửa cái này chi phí mất IC dao động này, móc phét này và một vài linh kiện nữa thì hết khoảng tầm khoảng cứ cho là tầm khoảng 30k 40k, thì công xá mình được cần đây được thêm khoảng cần đấy tiền các bạn ạ. Nên bạn nào muốn thì mình làm cái video này thì bình luận nhé. Nhưng thực ra trên kênh của mình có một cái list danh sách là sửa sạc xe đạp điện, và mình đính chính cho một người ấy, mình sửa mình hiểu về nó, mình sửa cũng khá là bền, không chết lại đâu các bạn ạ. Sửa bền lắm, có cái dùng đến 2-3 năm sau bắt đầu bảo mình mới bảo là họ ấy là quạt nó kêu hoặc là không chạy quạt thì đem ra, thì mình chỉ thay quạt xong lại chạy tiếp, mặc dù cách đây mấy năm mình đã sửa công suất nó các bạn ạ. Thôi video kết thúc nha, chào các bạn. Cái này tạm thời để lại đã, nếu các bạn thích làm video mình chia sẻ cách sửa ấy, thì mình sẽ làm nhé.